ty Viettools Professional Teambuilding gửi lời chào đến tất cả các thành viên của đại gia đình Speedlink đã có mặt trong chương trình Teambuilding Viettools to Excellence 2019 tại Đà Lạt. Xin chào toàn thể anh chị em Speedlink, team đoàn kết, team quy luật, team minh bạch và team trách nhiệm. Các team này là thể hiện 4 giá trị văn hóa của Speedlink. Speedlink càng ngày vững mạnh, tiến lên và đạt được mục tiêu của tập đoàn đề ra. Xin cảm ơn. Màu sắc, này màu sắc.